Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Thì ở đây có một cái căn nhà kho đang bán, em quay cho anh chị mình xem ha. Thì từ ở đây mà mình đi ra ngoài đường huyện lộ 94 á, là khoảng 50 đến 60 mét. Ngay chỗ này nè anh chị. Đó, cái chỗ anh đó ngồi là chỗ cái đường huyện lộ 94 luôn đó anh chị. Đó, có xe đang chạy ngang qua đó. Thì từ đường huyện lộ 94 anh chị mới quẹo vô, xe ô tô vô tới nha. Đấy, rồi cái mình quẹo thêm một cái cua nữa là mình sẽ tới cái miếng đất mà em giới thiệu cho anh chị. Này, cái căn nhà kho mà em giới thiệu cho anh chị là cái căn nhà này nè anh chị. Nó dài xuống vậy nè. Cái căn này á thì anh chị muốn mua lẻ thì người ta bán lẻ, mà muốn mua hết thì người ta bán hết nha. Đây nè anh chị nhìn xem nè, thì cái căn này á là anh chị thấy là nó giống như là có 3 nền lận. Thì mỗi một nền á là ngang 4 mét, dài 27, thổ cư 100% luôn, chủ bán giá là 1 tỷ. Anh chị xem nè, từ ở bên này nha mà đi qua bên này á là ngang 4 mét, dài 27, thổ cư 100%, giá là 1 tỷ. Có 3 căn liên tiếp như vậy là 3 tỷ. 3 căn là 3 tỷ á. Nhưng mà nếu mà anh chị mà mua lẻ thì mới giá 1 tỷ thôi. Còn mà anh chị mua hết luôn thì là giá là 2 tỷ 7 nha. Nếu mà anh chị mua hết á thì cái mặt tiền của anh chị được tới 12 mét lận. Đất thì có giấy tờ sổ đỏ đầy đủ hết. Bây giờ á, em sẽ cho anh chị coi sổ xong rồi á, em sẽ dẫn anh chị vô ha. Thì anh chị xem nè, đất á, diện tích á, mỗi một căn á là diện tích là 106 m², đất ở tại nông thôn, diện tích xây dựng là 68 m², người ta đóng thổ cư hết rồi nha anh chị. Đây là cái sổ của mình nè. Cái đường đi á là 2,5 m, bề ngang là 4 m, bề dài là 27 m, thổ cư 100% nha. Đây có 3 sổ y chang nhau luôn. Bây giờ em dẫn anh chị đi vô tham quan cái căn nhà mà em giới thiệu cho anh chị. Cái này thì chắc gọi là nhà kho đúng hơn nha anh chị, cái nhà xưởng đồ á. Nè. Đây. Em thấy là được xây dựng riêng ra hết luôn đó anh chị. Đó anh chị xem, bán hết là giá 2 tỷ 7 nha. Còn mà anh chị mua một nền thôi thì cũng được. Thì anh chị xem nè. Đây. Nè, nếu mà một nền thì cũng dễ lắm nha. Bên này thì người ta đã xây tường hết rồi. Anh chị chỉ cần xây một cái tường đi ngang qua thôi, là mình xây một cái tường đi ngang qua nha. Rồi ở đây á, anh chị xây cái tường qua qua vậy nè anh chị, là mình sẽ có được một cái căn nhà đơn giản ở đây rồi. Còn nếu không thì anh chị mua hết nguyên căn này luôn để mình là làm nhà kho, hoặc là nhà xưởng, hoặc là anh chị sửa lại mình xây nhà cũng được. Thổ cư 100%. Em sẽ đi xuống dưới này cho anh chị mình xem thử ha. Đây. Ờ. Này anh chị nhìn nè. Em thấy là người ta xây theo cái kiểu mà để mình tách ra được luôn á anh chị. Anh chị xem nè. Ồ,
hụt chân. Ở đây là có hai cái cửa sổ này, anh chị xây ngang qua là mình ấy, qua là mình đủ được một cái căn phòng á, hai căn phòng đó. Còn cái khu vực này là cái khu vực ở ngoài sau nha, đó anh chị xem này. Thì em xin nhắc lại với anh chị nha, ở đây là ở ấp 3 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Thì ở đây á là chủ có ba cái sổ đỏ. Thì một sổ á là ngang 4m, dài 27m, thổ cư 100% hết. Nếu mà anh chị mua một sổ một miếng á thì chủ sẽ bán giá là 1 tỷ. Cái này thì cũng đơn giản lắm, anh chị chỉ cần nếu mà anh chị mua một sổ á thì cái chỗ này nè anh chị, người ta xây cái cột cũng giống như cột đôi nè, mình ngăn ra thôi, mình xây một cái tường ngăn ra thôi là mình được một cái căn nhà đơn giản rồi. Còn nếu như mà anh chị mua hết luôn ba căn luôn thì giá là 2 tỷ 7, giống như là mua hết thì được bớt gì đó. Nó. Đây. Bây giờ em sẽ mở định vị cho anh chị mình xem ha. Đất của mình á là hướng tây nam, nghiêng về hướng tây nhiều hơn, em thấy là hướng tây luôn đó nha anh chị, đất hướng tây. Đây là cái vị trí mà em đang đứng nè. Thì ở anh chị thấy là đây là trung tâm thành phố Mỹ Tho nè. Đó. Đất của mình thì gần đường huyện lộ 94 nha. Ở đây á anh chị đi ra ngoài đường huyện lộ 94 khoảng tầm chừng 100m thôi. Ở đây thì gần chợ Trung An, rồi Ủy ban Nhân dân, trường học xã Trung An ở bên này, siêu thị Bixi thì ở bên này, trường cấp 3 thì ở bên này, khu công nghiệp thì ở đây. Ở đây là thuộc về thành phố Mỹ Tho rồi, cho nên mọi cái tiện nghi á, cái gì cũng đủ hết luôn nha anh chị. Anh chị muốn sân cầu lông, hay là anh chị muốn tập gym, hay là anh chị muốn cái gì thì cũng có hết. Siêu thị rồi khu vui chơi giải trí, cái gì cũng đủ hết nha. Đó. Nhà của mình thì thổ cư 100% nữa. Thì từ ở đây á, mà anh chị về thành phố Hồ Chí Minh, chỗ mà bến xe miền Tây á là khoảng 61 cây số nha, chạy xe khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì em phóng lên cho anh chị xem nè. Cái đây là cái vị trí nhà của mình đó anh chị. Xung quanh thì nhà của người ta cũng rất là đông ha, bên trong rồi nè. Cái con đường của mình mà đi thẳng vô á là bên trong nhà của người ta khá là đông ha anh chị. Đó. Đây là cái vị trí nhà của mình nè, cũng khá là vuông vức ha. Xung quanh thì nhà cũng khá là nhiều, tại vì đây là thành phố Mỹ Tho mà. Đó. Bên cái khúc bên này nè anh chị là siêu thị đồ nè, đó. Rồi trường học đồ ở đây nè, có bệnh viện quân y 120 nữa nè anh chị. Đó, đây là cái bệnh viện nè, đó. Nói chung ở đây thì thành phố Mỹ Tho rồi, cái gì nó cũng đông và gần hết. Anh chị không cần phải lo cái gì hết. Đất thì có giấy tờ sổ đỏ đầy đủ hết luôn. Cái miếng đất cái nhà xưởng này nè là có 3 cái sổ đỏ nha anh chị. 3 cái sổ hồng chứ. Thì anh chị nào quan tâm thì alo cho em là Huyền Trang, em sẽ dẫn anh chị đi xem. Rồi bây giờ em sẽ đi quay tiếp những cái căn khác cho anh chị mình xem ha.
Nè, anh chị xem. Nè. Em nghĩ anh chị nào mà mua sớm sớm mà mình lấy một căn á, mình có thể lấy cái căn bên này cũng được. Đó, đây là xung quanh nha anh chị. À, ở đây thì điện nước là đầy đủ hết, anh chị cứ yên tâm nha. Nó ra ngoài kia là tới lộ rồi. Quanh đây nhà thì khá là đông. Rồi, em xin chào anh chị ạ.